Vừa về Việt Nam, Mạnh Quỳnh nhận tin Cẩm Diệu đã nộp đơn ly hôn. Có lẽ từ trước đến nay chúng ta thường xuyên nghe những câu chuyện về Phi Nhung và Mạnh Quỳnh. Rất ít khi nào nghe Mạnh Quỳnh kể chuyện về gia đình của mình. Cũng dễ hiểu bởi Mạnh Quỳnh là một người khả kinh tiếng chuyện đời tư cũng như chuyện gia đình. Có thể thấy rằng chuyện đời tư cũng như chuyện gia đình Mạnh Quỳnh rất ít khi tiết lộ với báo giới. Tuy nhiên cách đây không lâu, một sự thật phủ phàng được Mạnh Quỳnh chia sẻ lại với chúng ta có lẽ câu chuyện mà mạnh quỳnh sắp kể ra đây sẽ khiến mọi người vô cùng bất ngờ như chúng ta đã biết thì người vợ cẩm diệu chính là người mà phi nhung đã mai mối cho mạnh quỳnh cả hai người đã đến với nhau và yêu nhau một cách vô cùng tự nhiên chỉ có một điều hơi lạ rằng mạnh quỳnh và cẩm diệu đến với nhau bởi chính người tình sân khấu phi nhung trước đó nhiều người cứ nghĩ rằng phi nhung và mạnh quỳnh có tình cảm với nhau trước khi đến với cẩm diệu không ít khán giả gắn ghép phi nhung và mạnh quỳnh thành một cặp Ấy thế mà người tưởng là người tình của Mạnh Quỳnh lại chính là bà Mai cho gia đình của anh bây giờ. Tuy nhiên câu chuyện chưa dừng lại ở đây và cũng không đẹp như mộng. Những điều mà khán thính giả thường thấy trên các trang báo mạng đó chính là việc Cẩm Diệu là một người vô cùng ghen tu. Được biết có lần Cẩm Diệu ghen đến mức để lại tâm thư và bỏ nhà ra đi vì Phi Nhung. Những điều này chưa được Mạnh Quỳnh tiết lộ với bao giới. Tuy nhiên cách đây không lâu, một người thân của Mạnh Quỳnh bất ngờ phân phui ra sự việc này cách đây không lâu chúng ta cũng từng thấy rằng mạnh quỳnh từng chia sẻ về quan điểm của anh và về hạnh phúc gia đình mạnh quỳnh đã phải thú nhận rằng vợ của anh có ghen nếu ai là phụ nữ chắc chắn sẽ hiểu từ ghen đó ở mức độ như thế nào ghen chỉ có thể là giận dỗi ghen quá có thể sẽ như cẩm dịu bỏ nhà ra đi và nặng hơn có thể dẫn đến ly thân và ly hôn và cũng là điều dễ hiểu một người phụ nữ có mái ấm gia đình có chồng nhưng chồng lại đi theo một người phụ nữ khác và điều đau đớn hơn người đàn ông này lại công khai chụp ảnh tình tứ với một người phụ nữ khác. Có nhiều người cho rằng Cẩm Diệu là người phụ nữ kiên cường và đang phải chịu nhiều gạch đá từ xã hội. Chưa dừng lại đó, Cẩm Diệu cũng là người biết nhẫn nhịn, biết giữ hạnh phúc cho gia đình. Cũng thật may cho Mạnh Quân là vợ của anh Cẩm Diệu là người phụ nữ sinh ra và lớn lên tại Mỹ, có phong cách sống rất tây nên cởi mở chứ như là người việt nam thì chắc chắn không người phụ nữ nào chấp nhận được phong cách sống của mạnh quỳnh cũng như phi nhung làm gì có chuyện người phụ nữ nào để cho chồng mình ôm hôn một người phụ nữ khác đồng thời công khai chia sẻ trên mạng xã hội tuy nhiên thật khó hiểu rằng mạnh quỳnh vẫn giữ được hạnh phúc của mình trong suốt gần hai thập kỷ vừa qua bí mật được mạnh quỳnh hé lộ ra anh và cẩm diệu từng có hợp đồng hôn nhân trong đó cẩm diệu phải chấp nhận một số điều mà mạnh quỳnh đã đề ra điều đầu tiên không thể tránh khỏi đó là việc mạnh quỳnh vẫn được đi hát và đi biểu diễn trong suốt gần hai thập kỷ